Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và những ngày qua thì rất nhiều cô chú, anh chị khán giả trên kênh Phúc Tài Chính cũng nói rằng là kênh Anh Long Vlog và chú Chính Lê đang bóc từng lớp mặt nạ của Hiền Anh ra. Và như mọi người thấy thì anh Long Vlog và chú Chính Lê đang cho cái kèo là 3 ngày. 3 ngày làm sao là Hiền Anh làm sao là phải chứng minh mình là bác sĩ này, mình là giám đốc truyền thông này, và cũng như là chú Thủy TV là phải chứng minh được là cái căn nhà 2 triệu đô là có thật. Thì chú Chính Lê cũng là người mà làm về xây dựng, và anh Long Vlog là một cái người mà anh ấy biết nhiều thứ lắm. Đặc biệt mọi người biết rằng cái live stream cuối cùng của cô Nguyễn Phương Hằng ấy, thì cả cô Nguyễn Phương Hằng, cả thầy Đặng Anh Quân và cả anh Nông Dân đều là thành những cái lời rất là tốt đẹp đến kênh anh Long Vlog. Thì mọi người thấy là cái sự uy tín của anh Long Vlog như thế nào mà khi mà cả ba người, cả cô Hằng, cả thầy Quân và cả anh Nông Dân đều hết lòng ca ngợi. Thì những ngày này mọi người thấy rằng kênh Anh Long Vlog là bóc mẽ Hiền Anh rất là nhiều. Và nhiều người nói là Phúc ơi, tại sao đến bây giờ còn lên tiếng về Hiền Anh, thì hãy nói cái này cái kia. Thì quý vị có thể xem một điều rằng là trước đó anh Long Vlog đã bóc 3-4 ngày rồi thì Phúc Tài Chính mới lên tiếng, khi mà mọi người lại cứ lao vào chỉ trích anh Long. Thì như mọi người thấy lại là một kịch bản như đợt ngày trước, khi mà anh Long Vlog bóc rất nhiều, bóc rất rất nhiều video, còn Phúc thì chỉ viết độ 1-2 cái tab cộng đồng và lên một gọi là một video bài thơ vậy thôi. Thì chị Hiền Anh thì cũng như kịch bản ngày trước thì lại cứ tập trung mũi dùi vào Phúc Tài Chính, chứ không dám đối chất, chứ không dám đối chất thẳng thắn với anh Long Vlog và chú Chính Lê. Mọi người đọc những cái tab cộng đồng chị ta nói thì sẽ rõ, lại tập trung vào Phúc Tài Chính. Đúng ra là ok, nói Phúc Tài Chính thì cũng chỉ là nói ba thôi, còn lại là phải tập trung đối chất anh Long Vlog chứ, bởi vì anh ấy bóc ra nhiều lắm. Cuối cùng thì ôi giời ơi, chả có cái bác sĩ gì cả, cũng chả phải đại học dược gì cả, cũng chẳng phải giám đốc truyền thông nào cả, mà cái căn nhà 2 triệu đô cũng chưa biết là của ai với ai. Nói thật với cô chú này, nếu cô chú vào kênh của anh Long Vlog mấy ngày qua ấy, cười đau cả ruột. Một phần là Phúc Tài Chính ít lên video ấy, bởi vì đợt này toàn là xem kênh anh Long Vlog. Nó hài, nó buồn cười mà đau cả ruột luôn. Mọi người cứ sang kênh anh Long Vlog mà xem, hài lắm. Với anh Long Vlog ấy, thì cô Hằng đã từng nói một điều rằng động vào ai thì động, chứ đừng động vào anh Long. Động vào ai thì động, đừng động vào anh Long và chú Chính Lê. Mà nhưng mà vì vậy nên anh có dám động đâu. Đến bây giờ bóc ra lại cứ lôi Phúc Tài Chính, câu chuyện của Phúc Tài Chính ra, lại còn lên top cộng đồng nói chứ. Đến giờ này mà còn lên top cộng đồng nói là tôi đâu có nói là đi ngủ 5 ngày 5 đêm. Trên live stream mọi người thấy là chỉ nói là sàn nẹo như đôi tình nhân. Đấy chỉ là live stream đầu tiên thôi bà chị ơi. Cô Hằng còn chửi tôi thêm 2 live stream đấy. Chị cắt video ra mà chị không nghe à. Mà bây giờ chị còn thế này thế kia. Mà cô chú cùng xem một cái đoạn tin nhắn mà nó nói về con như thế này cô chú nhá. Như mọi người, cô chú biết này, đây là một tin nhắn mà cái con Hiền Anh nó tố cáo Phúc Tài Chính này này. Thì cái tin nhắn mà con Hiền Anh nó đăng lên ấy là nó che cái đoạn mà nó viết ra. Nó chỉ đăng mỗi cái đoạn là cô Hằng viết thôi. Nên là dư luận ngày đó là chĩa mũi dùi và nói cô Nguyễn Phương Hằng rất nhiều. Và thậm chí là nhiều cô chú anh chị là quay lưng với cô Nguyễn Phương Hằng. Nhưng chính Phúc Tài Chính tại chính cái video cuối cùng còn lên tiếng bảo vệ cô Nguyễn Phương Hằng. Còn lên tiếng nói một điều là gì? Là do cái con Hiền Anh nó tố cáo, chứ không phải là từ cô Nguyễn Phương Hằng. Và mọi người thấy đấy, trời ơi, cái chị giám đốc truyền thông, nhưng mà chị ấy là chị có học, chị là giám đốc truyền thông, nhưng mà mỗi tội là chị học ngu hay sao ấy. Chị không biết một điều rằng là chị che tin nhắn của chị ấy đi, nhưng người ta hoàn toàn có thể là người ta để lộ ra được. Và đây, chị Hiền Anh chị ghi thế này đây: tiện nhân đưa nhau đi, đưa nhau tách đoàn đi ăn hay làm gì có trời biết. Một người đấy, cô chú bảo cứ bảo là đồng đội đi, mà mới gặp lần đầu tiên, mà mới gặp được trong 5 ngày, mà 5 ngày gặp được mấy lần mà gọi người khác là tiện nhân. Xong rồi đấy, cô chú anh chị và bạn thấy đấy, mới lên video mới thì bảo là không bao giờ nói tục chửi bậy, mà cái đầu nó bẩn như vậy đấy, chỉ là diễn trên trước công chúng thôi. Mà cô chú anh chị biết một điều rằng là anh Long Vlog anh ấy phân tích là chuẩn đấy. Tại sao mà mọi người thấy là từ lúc cô Hằng đi cái chuyến Hà Nội về lại thay đổi nhiều như vậy? Với cái bà Hiền Anh này, bà nổ quá trời luôn mọi người ạ. Nổ như nào thì anh em là đều biết. Và bây giờ là Phúc Tài Chính sẽ gửi tới cô chú anh chị và các bạn cái cách mà bà Hiền Anh này bà ấy nổ. Thì đây mọi người có thể thấy, đây chính là những cái tin nhắn mà kênh Anh Long Vlog đã công bố này. Thì mọi người thấy là ở cái video kênh Anh Long Vlog là vạch mặt lươn khiến chị Hằng sập bẫy này. Thì mọi người thấy nó nổ đây này.
nó nổ là tính hội trường 400 đứa thì 200 là lươn. Mọi người thấy một điều là ở trên video nói vậy thôi, chứ nói với anh em cực kỳ là coi thường người khác và khinh thường khán giả này. Tính hội trường 400 đứa, đứa ở đây là gì? Đứa ở đây là các cựu chiến binh, đứa ở đây là những fan của cô Nguyễn Phương Hằng, đứa ở đây là rất nhiều cô chú lớn tuổi mà nó ăn nói cực kỳ là hàm hồ. Tính hội trường 400 đứa thì 200 là lươn rồi. Tức là nó tính là hội trường 400 người tham dự sự kiện của cô Nguyễn Phương Hằng thì có 200 người là lươn. Và bây giờ mới đến cái màn nổ này cô chú này. Đây thì anh Long anh ấy nói một điều rằng là, nhưng anh khuyên chân thành là đừng khinh thường đối thủ, cẩn tắc vô ấy nấy. Thì đây là cái tin nhắn mà nhắn trong nhóm, có Hiền Anh này, có chú Thủy này, có cô Lan này, có anh Long Vlog và có cả Phúc Tài Chính. Thì chị Hiền Anh chị nổ này. Không khinh thường mới tính 1 phần 2 là lươn, tức là 400 đứa thì 200 là lươn đấy, theo đúng giọng của Hiền Anh nói. Và tính này, hai công an kẹp một con lươn được chưa? Tức là Hiền Anh nổ là có thể phái 400 công an đến hội trường, xếp ghế một khách, hai bảo vệ quân ta. Vậy nó chỉ cần dãy một phát bẻ tay rồi, mặc dân sự hết. Tức là hội trường 400 người thì tính 200 là lươn, và hai công an kẹp một con lươn, tức là chị ta điều động được 400 công an. Sổi ôi. Thì hồi đấy là Phúc Tài Chính tin là chị Hiền Anh này là có thể điều động được 400 công an. Và phải nói là mối quan hệ trung ương mạnh lắm, nổ ác lắm. Thì khi mà sau này rồi em mới tâm sự đến anh YouTube, thì một anh YouTube anh ấy bảo là sao em lại có thể tin những cái lời nó nổ như vậy, nó nổ như cái con đa cấp vậy. Nổ còn hơn đa cấp luôn đấy mọi người. Nổ tung rời luôn. Thì ở đây có rất nhiều các cô chú kênh con, là có nhiều chú công an, có nhiều cô chú là cựu chiến binh, thì cô chú là có thể nhận xét giúp cho con. Điều động 400 công an đến sự kiện của cô Nguyễn Phương Hằng Hà Nội nổ như vậy, mà cuối cùng có tổ chức được sự kiện đâu. Nên nó nổ rất nhiều và nó lừa nhiều người lắm cô chú ạ. Cô chú cứ vào kênh anh Long Vlog để xem sẽ rõ hơn rất nhiều. Bởi vì là con chỉ trên góc nhìn của con thôi, chứ còn những cái chuyện là nhiều chuyện anh Long anh biết thì cô chú cứ vào kênh của anh Long Vlog. Thì là nổ mối quan hệ trung ương và tin tưởng để đưa các tâm thư rồi giấy tờ cho. Nhưng mà cuối cùng liệu là có được đến tay người nhận hay không, hay là chỉ nổ thôi. Nổ mối quan hệ trung ương, xong rồi nổ là thế này thế nọ, rồi cầm giấy tờ, rồi là lúc nào nói là giấy tờ đã nộp lên các bác rồi. Nổ ác lắm mọi người ơi. Thì mọi người cứ vào kênh của anh Long Vlog để xem. Nó khác kinh khủng luôn, nó khác lắm cô chú ạ. Nó khác vô cùng. Thậm chí là cô chú biết đấy, trợ lý của cô Nguyễn Phương Hằng, người thân cận nhất là chị Nhi, đúng không ạ? Chị Nhi mà mọi người thấy đó, chị Nhi luôn luôn là tình cảm và kết nối mọi người. Ở đây chị Hiền Anh của chúng ta, sổ ơi, một người có thể điều động được 400 công an đến hội trường, và một người đêm ở Phú Thọ mò vào trong phòng của luật sư Kim. Chị Hiền Anh thì chị kinh khủng lắm, không biết con cháu nhà ai. Xong rồi bật cái điện thoại ra và nói là có rất nhiều văn bản của công an thành phố đấy là gửi cho nó. Và tất nhiên thì chú Kim thì làm sao mà dọa được chú Kim. Chú Kim có phải là các anh em YouTube, ngay cả anh em YouTube có cân giọng không dọa được mà. Anh em YouTube cũng choảng luôn mà. Thì là vào hoạnh chú Kim, hạch sách chú Kim. Thì chú Kim bảo là cô Hiền Anh dọa tôi à? Cô Hiền Anh chỉ đáng tuổi con tôi, sao lại dọa tôi? Rồi là chú nói cho là tức, là bực. Đấy, tức, bực. Chứ còn là bây giờ cứ viện vào là cái video là Phúc Tài Chính làm với chú luật sư Kim. Mà ở đó là có rất nhiều anh em YouTube làm nha, chứ không phải là Phúc Tài Chính làm một mình. Ở đây có các anh em YouTube xác nhận. Thậm chí Phúc Tài Chính còn không biết cơ. Mọi người bảo là đáng lẽ là để cho anh Thanh Nguyền làm MC như mọi lần đấy. Nhưng mà mọi người lại bảo là nếu có MC nữ thì tốt, vậy là gọi Phúc Tài Chính đến hỏi chú mấy câu. Thì mọi người xem video đấy cũng là nói về Võ Hoàng Yên, rồi nói về là cái chuyện từ thiện của các nghệ sĩ. Mà hoạnh huệ là ôi thế này thế nọ, giai đoạn nhạy cảm. Thế chị biết là giai đoạn nhạy cảm, thế sao chị còn cứ rồng rắn lên mây dẫn cô Hằng hết chỗ này chỗ khác, rồi là lập hội trường này hội trường kia, rồi thế này thế nọ. Chị là cái người mà vớ vẩn nhất đấy. Mà ôi dồi ôi, viện cớ thôi mọi người ạ. Mà nói thật, cho dù có vấn đề gì không đến cái lượt cái bà này. Chỉ là một YouTuber mới gặp cô Hằng lần đầu mà huênh hoang. Vì vậy anh em YouTube người ta mới ghét là đúng. Huênh hoang
hạch sách các anh em YouTube, quát các anh em YouTube, mọi người cứ vào kênh của Trinh Nguyên mà xem. Trinh Nguyễn nói đấy, bà Hiền Anh, bà lại quát anh em YouTube, xong lại còn hoạch quát cả chú Kim đấy. Rồi ôi vào, nhưng mà chú Kim nói cho là tức, tức là bức xúc. Chứ chính ra giữa mình với Hiền Anh lại không có cái gì mấy đâu. Bởi vì là bà ta nói thì mình cũng chỉ vâng vâng, chứ mình cũng không phải là cái đứa mà có thể là cãi nhau tay đôi như vậy đâu. Nhưng mà tự nhiên mình mới thấy là tại sao tự nhiên gắn mình với chú Kim như vậy. Nhưng mà hóa ra là bà ta tức. Thì mọi người thấy đấy, tiện nhân đưa đi ăn hay đi làm gì cho có trời biết, là tức chú Kim. Bản chất là tức chú Kim. Bản chất là tức chú Kim. Tưởng là vào hoạnh huệ là tưởng hoành tráng đấy, tưởng là được cô hàng quý đấy, là được, tưởng được ngồi cạnh cô, nắm tay cô, là tưởng như cũng trở thành cô đấy. Dám đi hoạnh huệ, chú là một người mà bạn của chú Dũng Lò Vôi 22 năm. Một người người ta làm như vậy mà dám tuổi con tuổi cháu vào hoạnh huệ người ta, xong người ta nói lại cho, làm sao mà nói lại được với chú Kim. Tức, tức đến cuối cùng là về tố cáo. Chứ chính là Phúc chỉ là coi như là vơ bừa vào để hại chú Kim đấy. Thì lúc đấy mình không biết, mình không biết như thế nào cả. Sau đó đến một thời gian là gần đây mình đấu tố lại, thì là chú Kim mới gọi cho mình bảo là: Phúc ơi, thế đến thời điểm này con đã biết ai là người hại con chưa? Thì lúc đấy mình bảo là bây giờ con biết là do con Hiền Anh chú ạ. Chính xác là con Hiền Anh chú ạ. Chú bảo ừ đúng rồi đấy, không chú cười, chú cười khà khà luôn ấy. Tại vì chú biết là nó ghét chú, nó ghét chú, nó vơ bừa vào. Nên là chú Kim khinh thì có thèm nói đâu, chú biết hết. Chú khinh chú thèm nói đâu. Người ta nói là im lặng là thay một cái sự là sự khinh thường. Trời ơi, thế nên là Hiền Anh ơi là Hiền Anh, bây giờ bị anh Long bóc ra thì cứ châm ngòi ở Phúc Tài Chính. Các cô chú bây giờ, các cô chú xem, đặc biệt là các cô chú cựu chiến binh ấy, các cô chú làm việc, các cô chú là trong đảng, chú Kim trong đảng. Ngày xưa chú làm việc với các bộ trưởng mà, rồi là chú là bạn của chú Dũng Lò Vôi 22 năm. Một sự nghiệp của người ta như vậy. Các cô chú là các cô chú cựu chiến binh 70 tuổi, bây giờ để một đứa oắt con, hay là các chú công an về hưu cũng thế, để một đứa phải nói là một đứa YouTuber, xong rồi nó nổ thế này thế kia, nó vào nó hoạnh huệ rồi nó dọa các chú. Các chú có bực không? Các chú có nói nó không? Đến lúc các chú nói nó thì nó lại đi về, nó đi bơm tấu rồi nó tung tin là các chú đi cặp bồ với đứa này đứa kia. Các chú thấy ông tâm địa dã man không? Trời ơi, thật sự là quá tởm đấy. Còn con chia sẻ thật với các cô chú anh chị và các bạn này, các YouTuber, tất cả các anh em YouTuber, rồi là cả anh Long, cả anh Etta với tất cả các anh ấy. Các anh ấy đôi khi mới chỉ nói một phần sự thật thôi. Còn bây giờ như anh Long ấy, đến bây giờ anh ấy coi như anh ấy bung lụa, anh ấy nói hết sự thật là cô chú sẽ biết. Và sắp tới đây chắc tầm nay hoặc mai thôi là anh Long Vlog của chú Chính Lê sẽ lên lật hết sự thật ra về cái con Hiền Anh và cái ông Thủy này chú, cho các chú cô chú xem. Bản thân con cái đợt đấu tố vừa rồi mới chỉ nói 30% thôi, đến bây giờ mới bắt đầu là dần dần sẽ nói hết cô chú ạ. Và cô chú sẽ thấy là nó kinh tởm như thế nào. À, đặc biệt là chị Hiền Anh này. Chị Hiền Anh chị nổ là giám đốc truyền thông. Trời ơi, nổ giám đốc truyền thông marketing thì phải để Phúc nè, Phúc bóc cho nha. Chị Hiền Anh chị mới đăng tắt cộng đồng, chị nói là ôi cái tầm level của Phúc nó không bằng. Đúng rồi, cái tầm nổ của Phúc thì không bằng, Phúc chỉ biết nói sự thật thôi. Chị Hiền Anh chị nổ là giám đốc truyền thông. Trời ơi, con làm truyền thông marketing đây, phải nói là con cười vỡ bụng. Nói cho chị Hiền Anh biết này, nói cho một giám đốc truyền thông nha. Em đi làm em chưa bao giờ em nói với một giám đốc truyền thông nào về kiến thức. Nhưng mà hôm nay em nói cho giám đốc truyền thông nổ Hiền Anh như thế này này. Em chỉ là một quản lý marketing thôi nha, một marketing truyền thông nha. Thì đầu tiên ấy là phải biết về content marketing. Content marketing và trong đó phải biết được cái cốt lõi là thôi miên ngôn từ. Những bộ ngôn từ thôi miên, những cái bộ ngôn từ này ấy sẽ là những cái bộ ngôn từ mình đưa vào những cái tít, mình đưa vào để có thể là giật tít đấy. Nhưng mà mọi người nhìn xem, chị Hiền Anh đến cái tít chị có biết giật đâu. Rồi tiếp, content marketing, nhưng mà khi đưa lên web hay đưa lên video là phải chọn được cái phông chữ nó thân thiện với cái chuyện là SEO, tìm kiếm từ khóa. Phải biết SEO nha chị Hiền Anh. Còn cái cách mà chị ghi tiêu đề là chị không hề biết đến từ khóa, không hề biết SEO một chút nào, không hề có một tí kiến thức nào. Tiếp theo là phải biết đến digital marketing, là chạy quảng cáo Facebook này, chạy quảng cáo Google, chạy quảng cáo TikTok trên các nền tảng như thế. Tiếp theo là phải biết đến thiết kế.
Ui giời ơi, nhìn cái ảnh bìa thiết kế của chị Hiền Anh phải nói là sinh viên khoa truyền thông với marketing ấy, phải nói nó cười. Vậy mà nhận làm giám đốc truyền thông sao mà nó ê mặt thế. Xong rồi là phải biết web này, phải biết app, là phải biết code. Tiếp theo phải biết đến hệ thống quản lý CRM, là hệ thống quản lý khách hàng, đo những cái chỉ tiêu khách hàng nào tiềm năng, không tiềm năng. Rồi đặc biệt dựa vào cái chỉ số CRM như thế, dựa vào email marketing, dựa vào tất cả những cái thông tin từ khách hàng phản hồi lại để mà đưa ra một chiến lược phân bổ tài chính trong marketing. Phân nào là phân bổ đối tượng khách hàng như thế nào, cái nhóm khách hàng đối tượng như thế nào, phân bổ vào vùng miền như thế nào, là có một cả một chiến lược tài chính trong marketing. Mình chỉ làm nhận là mình là quản lý thôi nhé, mà tất cả những kiến thức đó là mình phải nắm. Vậy mà bà Hiền Anh bà ấy nổ là giám đốc truyền thông. Trời ơi, các cô ở đây có ai làm, có những anh chị nào làm marketing hay có các em nào làm marketing không? Có giám đốc truyền thông nào làm cái ảnh bìa không bằng một cái đứa sinh viên? Có giám đốc truyền thông nào mà đến cái tít này còn không biết chọn cái phông chữ như thế nào để thân thiện với sale, thân thiện với những cái con robot nó đi tìm từ khóa cho. Không hề biết sale, không hề biết đưa từ khóa vào trong tiêu đề mà nhận là giám đốc truyền thông. Ôi trời ơi. Xong rồi bảo là cái trình của Phúc là nó kém, nó thế này thế kia. Trời ơi, trình em kém thì em sống thật, còn trình chị nổ là giám đốc truyền thông mà không biết nhục cái mặt. Nói thẳng ra không biết nhục luôn ấy. Làm ăn như thế không biết một cái kiến thức nào mà nổ là giám đốc truyền thông. Thực sự đến bây giờ thực sự tôi khinh thường chị luôn đấy chị ạ. Tôi khinh thường luôn đấy. À, không biết chị Hiền Anh có biết digital marketing là gì không? Có biết lập chiến dịch chạy quảng cáo không? Có biết phân bổ tài chính không? Có biết là nào là đi tạm ứng tiền, rồi là phân bổ, rồi là lấy hóa đơn Facebook Google để mà làm sao kê, rồi là các kiểu không? Có biết không vậy? Chắc không biết rồi đúng không? Rồi là thiết kế này, app này, code này, web này, email marketing này, hệ thống quản lý CRM này, chỉ tiêu các chỉ số như thế nào để phân bổ tài chính này, để có các kế hoạch hàng tháng này. Đấy, còn là người ta nói, cũng có người nói là ôi giời Phúc ơi, liệu mày làm quản lý marketing ở đâu? Thì những người người ta làm marketing ấy, người ta nghe Phúc nói là người ta biết là Phúc có biết hay không. Đấy, chứ còn bây giờ chị Hiền Anh chị nổ là giám đốc marketing. Chị lên chị nói được cái gì? Chị nói được cái gì? Hay là khi mà anh Long Vlog với chú Chính Lê hỏi trên sóng thì lại bảo là mình không phải là marketing, không phải là giám đốc marketing, không phải giám đốc truyền thông. Trời ơi, nổ nó vừa vừa thôi. Còn là Phúc Tài Chính thì cháu cũng không có cái kiến thức trong cái ngành dọc về dược, với bác sĩ, với y. Thì cô chú xem, lúc thì nổ học đại học dược. Trên truyền thông thì cô Nguyễn Phương Hằng nói là làm một bác sĩ rồi là có tâm rồi thế này thế nọ. Nhấn mạnh lúc nào cũng nhấn mạnh là bác sĩ. Rồi tiếp tục là khi mà chú Chính Lê với anh Long Vlog hỏi thì chối chối ban đầu nói là không có đi vào vấn đề, lại nói là bác sĩ không có tiền đi bán lăng được biến. Là một bác sĩ mà khi khán giả hỏi có phải bác sĩ không thì lại nói là bác sĩ không kiếm ra tiền đi bán lăng đột biến. Một cái câu mà cứ phải nói là xúc phạm ngành bác sĩ, trong khi là bây giờ đang mùa dịch đang diễn ra. Quá xúc phạm luôn. Tiếp theo đến khi không chối được nữa phải trả lời thì nói là dược sĩ, bác sĩ, y học cổ truyền. Lúc thì học đại học dược, lúc thì bác mà có một cô chú, có một chú ấy comment thế này, chứ con không có kiến thức nha. Chú ấy nói em điều là tôi là chủ nhà thuốc về hưu đây, tôi chưa thấy cái bằng nào là bằng dược sĩ, bác sĩ, y học cổ truyền. Xong đến lúc là bị chú Chính Lê chú gài trên sóng cho. Chú nói một điều là đúng là Hiền Anh nói đúng đấy, bởi vì không Hiền Anh không phải là bác sĩ, bởi vì bác sĩ thì phải biết tiếng Anh. Còn là Hiền Anh nói dược sĩ, Hường Anh nói là no English đấy, là không là dược sĩ thì đúng. Chú ấy khịa cho mà bảo, chấm chú ấy nói là chấm cho 10 điểm, chú ấy khịa cho lại còn bảo vâng em cảm ơn. Xin lỗi chị chứ dược sĩ, bác sĩ đều biết tiếng Anh chị ạ. Nên là nói thật là không biết là chắc là Hiền Anh được cũng mỗi cái bằng lái xe. Chả có một cái gì, không có một cái kiến thức nào. Nói thật đấy, suy cho cùng đây này, cái drama này là cái drama mà chúng ta đi tìm sự thật. Chúng ta nói lên tiếng nói của công lý, của lẽ phải. Thì phải là những cái con người mà phải là thẳng thắn đã. Đây một con người là gì? Đến cái sơ yếu lý lịch của bản thân còn đi bốc phét. Thì tin được cái gì? Một cái con người mà đến sơ yếu lý lịch của bản thân còn bốc phét nữa. Phải nói đúng là cái câu như vậy. Còn đi nói bừa như vậy. Chắc chắn chị ta không phải là giám đốc truyền thông. Còn là chị ta có phải giác bác sĩ dược sĩ không thì cứ lên kênh Anh Long Vlog thì cô chú anh chị sẽ biết.
đến cái sơ yếu lý lịch của bản thân mà còn đi nói như vậy. Cuối cùng là đấy, tất cả những cái gì xung quanh chị ta là nói xuyên, nói xạo, nói dối hết. Từ cái lý lịch còn nói dối. Trời ơi, cũng công nhận chị cũng đèn thật, tôi cũng khắc tình của chị ấy nhỉ. Cái ra cũng khắc tình đấy, chị lại đi nổ, chị là giám đốc truyền thông, tôi cũng làm truyền thông marketing đây. Để cho ngay một quản lý marketing người ta lên bóc trò. Nổ ít thôi, còn nói thật, những người bác sĩ thực sự này, nhiều người người ta biết kiến thức, người ta đang comment ầm ầm lên đấy. Chị giấu được ai? Mà chị phải đi vào cái vấn đề này đi. Từ cái lý lịch của bản thân mà còn đi nói dối. Để những người kiến thức người ta hiểu, người ta biết, người ta bóc cho. Xong lúc nào cũng tự hào tôi có học. Cái đội chú Thủy với đội Hiền Anh toàn là cứ đi chê người khác vô học là thế nào ấy nhỉ. Trong khi thì kiến thức mình không biết, chỉ biết nổ. Từ cái sơ yếu lý lịch mà còn nổ. Xong đến lúc bước vào drama nói xuyên nói xẹo. Còn chị cứ tự hào là cô Hằng tin chị. Ok, xin lỗi chị nhé. Không phải là bây giờ ok, bây giờ giai đoạn là chị được sủng ái. Nhưng tôi cũng đã từng được sủng ái đấy chị ạ. Nhưng mà khi mà được cô Hằng tin tưởng ấy, thì phải đưa cho cô những thông tin chính xác. Như tôi này đã từng nhắn tin với cô, nói là cô ơi cô, thằng Trấn Thành này, nó lại gọi, nói là à, chính nghĩa là đội quần chính giữa này. Và tôi đưa video các thứ cho cô. Cô lên nói thằng Trấn Thành phát đấy, đỉnh, đánh đâu chuẩn đấy. Còn chị thì sao? Chị tố cáo những cái gì? Chị tố cáo về tôi, xong cô nói tôi. Và cuối cùng chị xem cả cộng đồng mạng họ nhìn nhận như thế nào, rồi là các anh em YouTube đứng lên nói lại như thế nào. Chị được cô tin tưởng thì chị phải đưa những thông tin chính xác chứ, tại sao chị lại đưa những thông tin sằng bậy như vậy mà để lại hại cô. Rồi nổ từ A đến A. Thế bây giờ đấy, bây giờ chị điều động 400 công an cho tôi cái. Nổ trong nhóm thờ, chứ không phải là nổ với mình Phúc đâu. Được tin tưởng thì phải là càng phải sống thật chứ. Được cô tin tưởng lên để cô nói là nổ với cô là bác sĩ, cô lên trước công chúng cô nói là bác sĩ. Cuối cùng bây giờ là cô ở đầu. Thế mà còn cứ lên loè toè. Thực sự là người ta nói một điều là gì? Tề ra rồi mới trị quốc được. Bây giờ tề ra trong da có những cái con rắn độc như thế này, toàn đi bơm đều nói đều. Còn ông Thủy thì nói là anh Long Vlog là phản động, rồi là vô học. Ui dồi ôi, mà nói đến ông Thủy mới ghê này cô chú này. Thì bây giờ Phúc Tài Chính chia sẻ luôn, đó chính là trước khi Phúc Tài Chính vào Đại Nam ấy, thì mọi người biết là cái đợt mà chú Thủy mất kênh ấy, thì Phúc thì cũng rất vô tư thôi. Mình nghĩ là mình là hạng cháu thì chú ấy lớn tuổi mà chú ấy mất kênh như vậy, thì khi chú mất kênh thì đứng lên kêu gọi. Và các cô chú anh chị và các bạn kênh Phúc Tài Chính thì sẽ biết Phúc Tài Chính kêu gọi. Thì lúc mà Phúc Tài Chính kêu gọi xong thì chú Thủy có gọi điện đến để cảm ơn. Thì mình cũng vô tư, mình nói chuyện thôi. Và hai chú cháu thân nhau lắm. Chú Thủy mình thấy ghê như nào thì Phúc Tài Chính sẽ chia sẻ cho cô chú biết. Lúc đấy là chú Thủy là dành những cái lời lẽ tốt đẹp cho mình lắm. Chú cháu thân nhau lắm. Thì là thân như nào thì có bằng chứng ở đây. Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ thấy nha. Thì cô chú anh chị và các bạn biết là cái số ngày trước của mình hay để công khai ấy, là cái số mà mình cũng hay chăm sóc khách hàng. Vì vậy đến khi mà chăm sóc khách hàng ấy, thì mình hay để cái chế độ là ghi âm sẵn. Để mà khách hàng có nói ra địa chỉ ấy, thì mình đã ghi âm sẵn mà không cần phải hỏi lại, hay là nhỡ lúc nào quên thì có luôn. Thì hôm trước thì mình mới lục lại cái điện thoại đó, thì bây giờ là nó hiện ra rất nhiều luôn. Hiện ra rất nhiều những cái cuộc gọi điện của chú Thủy. Mọi người thấy này, ngày 14 tháng 1 này. Đấy, ngày 14 tháng 1 này, gọi điện liên tục này. Tiếp theo mọi người thấy này, ngày 19 tháng 1 là mình vào Đại Nam này. Thì là đây, ngày 18 là chú Thủy có gọi này. Mọi người cùng nghe nhé, đây là gọi thật nhưng mà giả, đã bấm được cái này. Nhiều khi đúng hả? Ừ, ngủ chưa cháu? Em cháu chuẩn bị ạ. Dạ, nhưng mà đã bay vào Đại Nam chưa? Cháu chưa ạ. Ủa, thế mà sáng mai mới bay à? Vâng, mai ạ. Chú đang nghe một cái cô bé dễ thương đang live stream này, nghe tiếng không? Chắc là hôm qua hả chú? Đúng rồi, ôi, đang xem online của Phúc hôm qua đấy. Chú ơi chú, vui mà cháu cũng thấy áp lực lắm chú ạ. Áp lực nhưng mà chú cũng đang vui lây đây, cho nên chú đang ngồi chú xem mà chú thấy con hồn nhiên dã man luôn ấy. Dễ thương hơn các cái loài chim khác nhiều ấy. Không, thực ra thì lên live stream của mình thì mình vui vẻ, giao lưu với khán giả thì mình vui vẻ thôi. Còn, không, nhưng mà đi live kia mình thì mình sẽ phải khác. Thể hiện được cái dễ thương á, cái có nghĩa là cái cảm xúc nó dâng trào á.
cái cảm giác đấy là trong đời ít khi gặp lắm đấy. Phải trân trọng cái cảm xúc này. Thế mai con đi bay mấy giờ? Thì mọi người thấy đấy, trước đấy là chú Thủy, ui cháu dễ thương, ui một cô bé rất là dễ thương, rất là hồn nhiên. Ui giờ mình nghe mình thấy tỏm thế không biết nữa. Vậy mà cái lúc đấy gặp nhau lần đầu tiên là trong cái chuyến đi 5 ngày đấy. Vậy mà tại ở sân bay mọi người biết không? Ông Thủy ông ấy nhìn, ông ấy thấy, ông ấy gọi, ông ấy bảo là gì? Cái con này ấy, mai sau ấy mà nó giàu ấy, nó có ô tô và nó thuê được tài xế ấy, thì nó sẽ đi với tài xế và nó bỏ chồng nó ở nhà. Ông Thủy lại chối đi. Ông Thủy sao mà chối được? Khi mà ông nói tôi nhìn thẳng mặt ông. Ui dồi ôi, mọi người thấy ông, cái hôm mà ở sân bay ấy, mình cảm thấy chua xót nhất ở cái chỗ là gì? Cô Hằng không mắng mình mấy đâu. Cô Hằng không mắng mình mấy. Cô Hằng chỉ nói mấy câu thôi. Cô Hằng nói một câu thì cái bọn Định Thần và con Hiền Anh với ông Thủy là cứ nói phải đến 5-10 câu. Nói 5-10 câu. Xong rồi cứ xả mặt mình. Mà khi mình định nói một gì cái là con Hiền Anh nó cứ chẹn luôn. Ấy, nó ỉ, nó đang thắng thế, nó chẹn luôn, nó nói luôn. Nó không muốn cho mình nói bởi vì sợ là mình nói sự thật. Nó không muốn cho mình nói, nó bịt miệng, nó không muốn cho nói. Xong rồi đến lúc là mình thấy nói quá và mình cũng thấy là cô Hằng, cô cũng thấy là cô Hằng cũng hiểu như vậy thì mình cũng bảo là thôi nếu mà như vậy thì thôi con, nếu mà bây giờ mọi chuyện đã như vậy và cô nghĩ con như vậy thì thôi con về con đóng kênh. Thì cô Hằng thì lại là một cái người mà bực thì bực nhưng mà cô ấy lại là có cái lòng thương. Cô khi cô thấy mình mặt chắc mình méo sạch ra xong mình bảo mình đóng kênh thì cô ấy bảo là con cứ từ từ suy nghĩ đã. Đây là cái kênh của con đã xây dựng lâu rồi thì cứ từ từ suy nghĩ đã. Vậy mà cái bọn Định Thần nó đang trâu vào mình, nó nói không còn cái lời lẽ nào. Mà khi thấy cô Hằng bảo từ từ thì lập tức nó cũng cứ từ từ đã. Và hiện nay cũng từ từ đã em ơi. Đúng là lần đầu tiên mình thấy một cái cánh Định Thần nó ngồi nó nói như vậy. Còn chị Hiền Anh, chị gọi tôi là tiện nhân đúng không? Thì tôi nói thật với chị này. Bây giờ chị nói chị là giám đốc marketing, chị là bác sĩ, chị là thế này, chị là thế kia. Ít nhất cho dù chị không có những cái vỏ bọc là vỏ truyền thông hay là vỏ bọc là bác sĩ, thì ít nhất chị cũng đang là một YouTuber. Chị đang tự chủ cuộc sống, chị là một YouTuber, chị đang đi làm riêng, chị có cuộc sống của chị có cái sự kiêu hãnh của chị. Thế mà tại sao tự nhiên chị lại biến chị trở thành một tiện tỳ thế? Trở thành một tiện tỳ thế? Chị gọi tôi là tiện nhân nhưng chị tự nhiên trở thành một tiện tỳ. Nào là người ta, chị đổ hết lỗi cho cô Nguyễn Phương Hằng. Xong chị nói là chị nhắn những cái tin nhắn dọa dẫm tôi là vì theo lệnh của quên cô Nguyễn Phương Hằng. Thế chị là người chính nghĩa, chị biết những cái đó không đúng, thì chị cũng phải có một cái lời như nào chứ. Bây giờ chị lên chị nói trước công chúng, chị nói là không phải là 5 ngày 5 đêm đâu, thế này thế kia. Thế thì không phải 5 ngày 5 đêm đi. Thì chị biết là cô Nguyễn Phương Hằng đang nghĩ sai về tôi. Còn như thế nào thì ở sân bay chị sẽ biết nhá. Ở sân bay ấy, cô Nguyễn Phương Hằng và cái bà Hiền Anh này. Cô Nguyễn Phương Hằng thì là nghe bà Hiền Anh thôi nhá mọi người nhá. Con không trách cô Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà nói là gì? Đàn ông ấy người ta bội bạc lắm. Ông Kim ông bây giờ ông ấy về trong miền Nam ông ấy sẽ ngắt số điện thoại của con, tức là ấy chỉ là chơi nhau vài ngày thôi sau đó về sẽ ngắt số điện thoại đấy. Chị lại còn lên công chúng chị diễn à? Bây giờ lại còn diễn, bây giờ lại còn nói, mà giả sử như chị biết là không có cái chuyện ngủ như thế. Mà bây giờ cô Nguyễn Phương Hằng cô lên cô nói đang hiểu sai như vậy. Thì chị là một người chính nghĩa, chị phải lên tiếng là không phải chứ không phải té nước theo mưa như thế. Bây giờ chị lại nói là không phải. Nói là có thấy dơ dáy hơn. Đúng không ạ cô chú? Con nói thật đến bây giờ con quá là bực luôn rồi đấy. Mà đến bây giờ con mới trở lại về đúng trạng thái của Phúc Tài Chính đấy. Phải đối đầu với con Hiền Anh này hơn đối đầu với bọn lươn cô chú ạ. Bây giờ lại cứ nói là tôi có nói là 5 ngày đi ngủ 5 ngày 5 đêm đâu. Thế nên nếu nó không phải như vậy, nhưng những cái gì chị tố cáo khiến cô Hằng đang hiểu sai như thế thì chị phải có một cái lời đính chính. Chứ không phải là té nước theo mưa, chứ không phải để cô lên chửi tôi 4 livestream như vậy. Mà chị cứ nghe 4 livestream đi. Thậm chí cô Nguyễn Phương Hằng còn chửi thậm tệ hơn đấy. Trời ơi, cái mồm của chị tố cáo. Mà bây giờ tố cáo làm sao để cô hiểu sai thì phải có một lời đính chính chứ. Bây giờ lại lên chối rồi thế này thế nọ. Tởm, nhân cách rẻ rách. Quá trơ trẽn đấy chị Hiền Anh ạ. Vào khè chú Kim không được, tức xong đến lúc là đi đổ vấy cho chú cái tiếng như vậy. Chứ chính ra chị với con là không có gì mấy đâu. Không có gì mấy bởi vì là con là cái người mà chị ta có khè. Tại vì lúc đấy là mình cũng sợ, thấy ra thế chị có thể điều động được 400 công an thì mình cũng sợ.
thì mình chị nói gì có dám nói lại đâu, nhưng mà tự nhiên về mình cứ ngơ, hóa ra là nó bà này bà tức chú Kim. Con cũng xin chia sẻ với cô chú như thế này, người nhiều người nói là con đấy nó con Hiền Anh nó lại bắt đầu nó nói là à con là kiểu như là con lươn ấy, đi đâm chọc rồi hại đồng đội rồi thế này thế kia dẫn dắt người khác. Con nói thật, con có 10 cái gọi là 10 cái gan cũng không dám đi mà dẫn dắt hay là nói anh Long, không dám đi dẫn dắt, không dám là nói anh Long, con không dám nói luôn, không dám nói một cái gì. Thật, cho con 10 cái gan con không dám đi đâm chọc mà dẫn dắt các anh YouTube miền Nam. Mà thậm chí là gì, khi mà con gặp chuyện như vậy, anh S Tam ấy, em nhắn lên cho con là bọn anh vẫn tin em. Con có dám nói gì đâu, các anh ấy chủ động chứ con thật, con 10 gan con không dám, thậm chí lúc đấy con còn không biết ai là, không biết ai là cái người mà tố cáo như vậy, con còn không hoang mang, không biết. Mãi sau này chú Kim, chú ấy hỏi con thì lúc đấy là con bảo chính xác là con Hiền Anh. Thì lúc ấy con hoang mang, còn không biết nên còn không dám ngờ. Thì lúc đấy là anh S Tam, anh ấy nhắn lên cho con, anh ấy bảo là bọn anh vẫn tin em. Xong rồi là mình con mới hỏi là anh thấy các anh là có những ai đấy cho em biết với để lúc nào em cảm ơn các anh. Thì anh S Tam bảo ở đây có Lang Thang này, có anh Sơn Sàm này, có anh Chuyện Đời Thường này. Đấy, có các anh mà lên Sapa đấy, có anh Bánh Mì này là vẫn tin em, nên em yên tâm nhá. Rồi là có cả anh Chuyện Đời Thường là nhắn tin đến cho con là con cũng cảm ơn anh ấy. Thậm chí anh Chuyện Đời Thường còn bảo là có chị Ly Italia, chị muốn hỏi thăm em. Thậm chí chị Ly Italia nhắn tin đến cho con không dám nói ngờ. Lúc đấy con chỉ sợ mình nói nhiều quá rồi chuyện này chuyện kia nó to lên, càng chết nữa con không dám nói. Và sau đó là con xóa Zalo thì rất nhiều cô chú anh chị kênh con đều biết. Xóa Zalo một tháng liền và một tháng đấy chỉ dám liên lạc với cô Lan. Không dám. Và bây giờ mọi người nếu như mà Huyền Anh nói con đâm chọc cô Lan nữa thì chị đã ác quá. Bây giờ con bị như thế thì con cũng cần có một cái gì đó để con tâm sự, để con tố vào chứ. Bởi vì con không dám gọi điện đến cho bố mẹ, sợ bố mẹ phiền lòng. Mà tâm sự với cô Lan thôi mà lại trở thành là đi đâm chọc. Một tháng liền con ngắt cả anh Long Vlog nữa. Trước đó anh em cũng có bàn bạc câu chuyện trong cái sự kiện của Nguyễn Phương Hằng. Con ngắt hết một tháng liền, con không liên hệ với ai. Đến tận cái lúc con lên clip đấu tố thì là bắt đầu là các anh mới liên hệ lại. Và lúc đấy thì các anh mới quan tâm và em mới sau câu chuyện nó lại quá là dơ giấy như thế này. Lúc đấy bắt đầu liên hệ lại chứ một tháng trời con không liên hệ với ai. Ngắt hết mà nó nói là con đi đâm chọc thế này thế kia. Nó tố cáo với cô Hằng nào là con đi đâm chọc anh em để dẫn dắt anh em. Con nói thật, con có 10 cái gan cũng không dám dẫn dắt các anh ấy. Các anh ấy đều là những cái người mà người lớn. Đều là những người lớn tuổi, cô Lãn là những người lớn tuổi, anh Long rồi chú Chính Lê đều người lớn tuổi. Chứ con nói thật với cô chú như thế này, nếu như ấy, mà con đã có sức mạnh mà con dẫn dắt hết tất cả anh em YouTube miền Nam, dẫn dắt cả anh Long, cả chú Chính Lê, cả cô Lan, thì con lại hoành tráng quá à. cái con Hiền Anh nó nói nó, vì nó toàn nói dối, nó toàn nổ nên là nó có cái sự logic gì đâu. Nó không khác gì con Quỳnh Nhơ. Con Quỳnh Nhơ thì là thuyết âm mưu, còn con Hiền Anh thì là nổ. Nó âm trời nên không có một cái thứ logic nào. Xong lại cứ đi khinh thường người khác vô học. Hôm qua chị anh Long Vlog đấy là một cô mà con đến quay nhà đấy. Cô cũng là phải nói là đại gia đấy. Thì là cô ấy bảo đấy toàn những cái đứa vô học thì nó mới đi chửi người khác vô học. Chứ cái người mà tri thức không bao giờ người ta đi chửi người khác vô học. Thế nên là nó vừa vừa thôi, nổ nhiều quá ấy. Nó lại mất hay đấy, nó mất vui. Thì nhân cái clip này thì con cũng đã gửi lời cảm ơn đến các anh em YouTube, các cô, các chú YouTube rồi. Thì nhưng mà tại clip này thì có lẽ là đây là một cái dịp thích hợp nhất để con xin thay mặt bố mẹ con để nói lời cảm ơn đến các kênh YouTube. Và đây là lời của bố mẹ con cảm ơn nhé. Thì cũng sẽ có kênh YouTube họ nói là ôi kênh này quay xe, kênh kia quay xe. Nhưng thực sự là với là bố mẹ con ấy thì cũng chẳng quan tâm được kênh nào quay xe, kênh nào không quay xe với cô Nguyễn Phương Hằng. Mà bố mẹ con chỉ quan tâm là à họ đã từng lên tiếng để nói cho con gái mình. Đấy là bố mẹ con rất cảm ơn. Và tại video này thì con xin thay mặt bố mẹ con chuyển cái lời cảm ơn của bố mẹ con đến cô Lan Nguyễn TV, đến cô Bi Sun, đến anh Long Vlog, đến chú Chính Lê, đến anh S Tam, đến anh Bánh Mì, đến anh Sơn Sàm, đến chị Hóng,
đến chú Tiệp Ca, đến chú Lão Đại 99. Thì khi mà con gọi về, khi mà con bình ổn con gọi về thì con không ngờ bố mẹ con xem nhiều kênh như vậy. Khổ, bây giờ bố con cũng là 70, mẹ con là cũng 55, 56 rồi. Mà hai ông bà ở quê là cặm cụi mò cái máy tính mà biết hết tất cả các kênh YouTube các cô chú ạ. Cả những cái kênh ít view, nhiều view là bố mẹ con xem hết. Mẹ con ấy thì bảo là kênh anh S Tam này bảo vệ con rất là mạnh mẽ, rất là chính trực. Rồi là mẹ con lại cũng rất là thích kênh anh Bánh Mì. Kênh anh Bánh Mì mẹ con bảo là khi mà anh Bánh Mì, mẹ con đẻ con ra mà, nên là mẹ con bảo là khi mà anh Bánh Mì nói về con thì anh Bánh Mì rất là tình cảm. Mà anh ấy, mẹ nghe là anh ấy thương con thật, từ cái nét mặt đến cái mắt rất là buồn. Mẹ con là cũng bảo là cái kênh của chú Lão Đại 99 ấy, chú Lão Đại 99, chú nói là cái con Hiền Anh nó hiện nguyên hình là một con cám. Mẹ con rất thích kênh của chú. Còn bố con thì lại rất rất thích kênh của chú Tiệp Ca. Bố con bảo là ôi dồi ôi, ông Tiệp Ca, ông ấy nói là ôi dồi ôi, ông chỉ có nói ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Và bố con có lời cảm ơn đến chú Tiệp Ca. Và đặc biệt mẹ con cũng gửi lời cảm ơn đến cô Lan và cô Mi Sun, những người phụ nữ rất là chính trực. Đặc biệt mẹ con là rất là khâm phục đấy, rất là ấn tượng, khâm phục cũng như là cảm ơn cái sự chính trực và cái cách phản biện rất là mạnh mẽ của cô Mi Sun. Và bố mẹ con hôm đấy thì xem trực tiếp video live stream trực tiếp của anh Long Vlog, của chú Chính Lê và con Hiền Anh. Bố mẹ con xem trực tiếp đấy ạ. Thì đấy là những cái ngày tháng đấy thì mẹ con có những ngày mà xem đến 4 giờ sáng. Rồi chợp mắt một tí lại bật video xem tiếp. Xem hết tất cả các kênh. Đến con chưa xem hết tất cả các kênh đâu. Mà mẹ con xem hết tất cả các kênh. Thì đấy là những cái kênh mà bố mẹ con xem. Thì bố mẹ con là gửi lời cảm ơn đến các kênh như vậy. Thì nói thật với cô chú một điều là nếu như mà không có các anh, rồi là có các cô, các chú lên tiếng thì nó chật oan này, đời con không biết bao giờ con mới có thể tựa hết được. Và cô Lan là người mà tiếp cho con sự mạnh mẽ. Cô luôn nói một điều, con hãy trở về là Phúc Tài Chính trước kia đi. Hãy trở về là Phúc Tài Chính khi mà đấu với bọn Lươn đi. Hãy trở về là một phòng Phúc Tài Chính như vậy đi. Và cô luôn truyền cho con cái sự mạnh mẽ, chứ để con không để con làm đánh mất cái bản thân mình. Và có lẽ là nhờ tất cả các anh chị YouTube miền Nam, nhờ các anh Long, rồi chú Chính Lê, rồi cô Mi Sun, rồi cô Lan, thì là con mới có thể là giải được cái oan này. Thì đấy là cái lời mà bố mẹ con cảm ơn. Mẹ con ấy còn cảm ơn một người chị là chị Hóng nữa. Tất nhiên là sẽ có người nói là ôi con biết tin là nó, nhiều người nói là chị Hóng quay xe cái này cái kia, nhưng riêng video này bố mẹ con thì cũng không quan tâm ai quay xe đâu, nhưng mà bố mẹ con rất cảm ơn chị Hóng như một người chị của con lên tiếng rất là mạnh mẽ đấu tranh với những cái xấu như vậy. Thì đấy là cái lời mà bố mẹ con muốn cảm ơn, và con xin thay mặt là gửi lời cảm ơn, thay mặt bố mẹ con chuyển lời đến cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Đặc biệt là cô chú anh chị và các bạn là những người mà đã comment. Và con cảm ơn rất nhiều nhờ những comment của cô chú mà bố mẹ con cũng đỡ bị tổn thương. Chứ mẹ con là dạo hồi gầy lắm rồi. Mẹ con thì ngày xưa cũng đi làm ruộng thôi. Cũng đi làm ruộng. Rồi cũng đẻ đứa con ra, cũng mong là con cái nó thành đạt. Bố mẹ con là để mà đỡ vất vả. Để đừng vất vả như mẹ. Rồi đến lúc con mình thì nó có được một chút thành quả thì để bị ngay con rắn độc kia nó đạp đổ. Cô chú anh chị nghĩ xem. Cô chú anh chị cứ bảo là ôi quên đi, quên làm sao được cô chú. Một cái người mà, đấy cô chú bảo xem là đồng đội đấy. Là đồng đội, ok đồng đội, gặp nhau được có lần đầu tiên mà đi gọi người ta là tiện nhân. Đồng đội gì cái thể loại này. Con để cái loa phường này nó còn gáy ấy, thì mai sau nó sẽ còn hại nhiều anh em. Và đợt này là anh Long Vlog và chú Chính Lê chuẩn bị là cho loa phường tắt loa đấy. Gáy nó vừa vừa thôi, gáy người ta cười cho. Nói chung là chỉ dẫn dắt được những người không biết thôi.
Chứ còn những người biết như kiểu là về truyền thông marketing như Phúc nhìn vào là biết ngay. Mà chị Hiền Anh giám đốc truyền thông nhá, lúc nào mà cần một khóa học nào về bổ túc về marketing thì liên hệ với Phúc nhá. Có giảm giá, ok, chị em với nhau mà. Có giảm giá nhá, nào đi học thì bảo Phúc nhá. Làm một cái ảnh như vậy, người ta cười vào mặt cho. Bây giờ quê, không dám đối chất, không dám đối chất về lý lịch, không dám đối chất về những cái điều đấy. Thì lại quanh về câu chuyện phân tích Phúc tài chính. Đúng là cuộc sống hay quá đấy. Nó còn dơ dáy hơn bọn lươn nhiều. Kinh thế không biết nữa. Xong nói là ôi giời ơi, sao mà họ độc ác thế, tại sao họ lại muốn tắt một cái loa phường. Thế chị bây giờ chị tắt chú Kim, chị tắt tôi, chị tắt cô Lan. Chị phải nói là chị tắt ba tôi không bao giờ tôi nhận tôi là loa. Nhưng mà chị tắt ba người như vậy, chị có độc ác không? Mà bây giờ anh Long Vlog với chú Chính Lê lên nói thì lại bảo là sao mà họ độc ác vậy, tại sao họ lại muốn tắt cái loa phường là chị. Chị tắt tôi, chị tắt cô Lan, chị tắt chú Kim thì sao? Cũng là người sống dơ dáy lại còn thích nói đạo lý. Hài thật luôn đấy. Thì đấy là những cái lời mà chia sẻ từ Phúc Tài Chính. Thì con xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Và mọi người hãy cùng chờ đợi nhé. Mọi người hãy cùng chờ đợi màn, phải nói là màn tắt loa thế kỷ đến từ anh Long Vlog và chú Chính Lê. Mà nói thật là chị Hiền Anh lên cứ đối thẳng, đối chất với anh Long Vlog và chú Chính Lê đi. Chuyện của tôi thì cứ gác lại đi đã nhá. Đấy, đối chất với hai người đấy, chuyện của tôi gác lại đã. Đối chất với anh Long Vlog và chú Chính Lê đi. Chứ chị cứ quảng vào chuyện của tôi mãi thế, khai thác vẫn chưa đủ à. Mình biết ngay mà. Nói chung là có gặp phốt gì là chị ta kiểu gì cũng lại quàng vào chuyện cái Phúc mà xem. Bây giờ tóm lại là gì? Đối chất với anh Long và chú Chính Lê ấy. Bởi vì là hai chú Chính Lê và anh Long Vlog là còn đang nói mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Đối chất với hai người đó nha. Và cô chú anh chị và các bạn trên kênh Phúc Tài Chính thì hãy cùng chờ đón màn bóc phốt thế kỷ của anh Long Vlog và chú Chính Lê. Nhiều chuyện hay lắm cô chú ạ. Bản thân bọn con, bản thân con cũng thế. Mình đi làm hay là mình làm cái gì trong một tập thể, có những cái thứ đâu phải mình cứ nói hết ra được. Chứ con cũng không phải là như bà Hiền Anh đâu. Bà Hiền Anh mới lên tab cộng đồng bà ấy nói là gì? Còn nhiều chuyện lắm nhưng mà đừng có khích tôi không đưa lên đâu. Đồ, thế chị muốn, bây giờ chị còn muốn đưa cái gì nữa? Chị tung hết tin nhắn của cô Nguyễn Phương Hằng lên rồi. Bây giờ chị lại còn định muốn tung tin nhắn của cô Nguyễn Phương Hằng đợt 2 à? Chị tung tin nhắn của cô Nguyễn Phương Hằng lên xong chị còn che tin nhắn của chị nữa. Người gì mà khôn thế, khôn thế, quê tôi xích đầy. Ôi trời ơi, sao? Ê, mọi người khích tôi không đưa lên đâu. Phúc Tài Chính mới làm hai video khẩy khẩy tí thôi mà đưa hết tin nhắn của cô Nguyễn Phương Hằng lên xong mồm cứ leo lẹo làm cách mạng. Sợ quá, sợ quá. Đấy nhá, thì trong video này là Phúc Tài Chính là cũng không nói đến chị Hiền Anh nữa đâu, ok. Nốt video này là hết. Để nhường sân cho chị Hiền Anh là thảnh thơi đi đối chất với anh Long và chú Chính Lê nhá. Bye bye.